cứ vài năm một lần mình lại xem lại How I Met Your Mother ấy. Và vừa mấy hôm trước thì mình mới hoàn thành một cái marathon cả 9 mùa của sitcom này. Từ lúc biết tới series này đến bây giờ mình đã xem lại từ đầu đến cuối How I Met Your Mother khoảng 3 lần mà không biết chán. Ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu vì sao How I Met Your Mother lại là show truyền hình yêu thích của mình. Có rất nhiều so sánh giữa How I Met Your Mother và một sitcom khác cũng được yêu thích không kém, Friends. Việc so sánh cũng là điều dễ hiểu khi có nhiều nét tương đồng giữa hai show truyền hình này. Cả hai đều xoay quanh một nhóm bạn sống ở New York, ngày ngày gặp nhau ở một tiệm cà phê hay một quán bar. Câu chuyện bắt đầu khi có một cô gái gia nhập nhóm bạn. How I Met Your Mother được phát sóng ngay sau khi Friends kết thúc. Thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai show này là How I Met Your Mother có một tuyến truyện dài hơi, theo chân một câu hỏi lớn, ai là người mẹ? Điều này tạo nên một sức hút lớn cho How I Met Your Mother. Chúng ta tò mò về việc ai là người phụ nữ mà Ted nói tới. Và qua mỗi mùa, những nhà làm phim đã để lại một manh mối gì đó về người mẹ, mà trong đó một vật đã trở thành biểu tượng của cả show, chiếc ô màu vàng. Sự mong đợi của người xem kéo dài đến tận 9 mùa, tạo nên một sự hồi hộp hiếm show truyền hình nào làm được. Format của How I Met Your Mother vừa mới mẻ nhưng cũng vừa quen thuộc. Chúng ta ai cũng đã quen với việc bố mẹ kể cho con cái câu chuyện họ gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Thế nhưng chưa ai nghĩ tới việc sử dụng điều đó như một bản lề cho một show truyền hình, nhưng nó đem lại những hiệu quả bất ngờ. Qua lời thuật lại của Ted, How I Met Your Mother có một không khí hoài niệm rất đặc trưng của một người đã đi qua tuổi trẻ. Đó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà còn là những suy ngẫm của Ted về những điều họ đã trải qua. Những nhà làm phim còn khéo léo sử dụng format này như một công cụ gây cười. Ví dụ như việc Ted không thể kể cho con là họ hút cần được nên Ted dùng việc ăn bánh sandwich như một ẩn dụ của việc hút chích. How I Met Your Mother là một show truyền hình thông minh, nó kể những câu chuyện theo một cách sáng tạo mà trong đó hệ thống hình ảnh ẩn dụ được dùng khéo léo và hài hước, để hình như chiếc ô màu vàng tượng trưng cho cuộc tình của Ted với người mẹ, trong khi chiếc kèn màu xanh tượng trưng cho mối quan hệ của Ted và Robin, The Playbook là biểu tượng cho sự nghiệp trịch dạo và chơi bời của Barney. Những vật này xuất hiện không chỉ trong một tập mà kéo dài từ những mùa đầu tiên đến mùa cuối cùng, trở thành mấu chốt của cả câu chuyện vào những giây phút quan trọng. Hệ thống motif của How I Met Your Mother vì thế mà trở nên phong phú, giàu ý nghĩa và gắn bó hơn với người xem. Hay có hai tuyến truyện mà mình cũng rất thích nữa là The Slapette và đặc biệt là Doppelganger. Doppelganger càng về sau càng trở nên quan trọng, ảnh hưởng tới những quyết định lớn của nhân vật. Ví dụ như Mexican wrestler Ted khiến Ted nhận ra đâu mới là nơi mình thực sự thuộc về. Hay Marshall và Lily đợi đến khi thấy Doppelganger của Bonnie mới quyết tâm thực sự có con. Show còn đặt ra nhiều luật lệ kèm tên gọi cho nó, ví dụ The Mermaid Theory, The Platinum Rule, The Naked Man, The Blitz, v.v. Vì hệ thống hình ảnh chặt chẽ như thế nên thế giới của How I Met Your Mother rất đặc trưng, giống như series này ở trong một vũ trụ của riêng nó. How I Met Your Mother thu hút mình từ khi còn bé vì nội dung của phim, xem hài mà. Nhưng mà lớn lên thì mình còn biết trân trọng yếu tố điện ảnh của series này. Phim biết cách sử dụng những lợi thế của điện ảnh để kể chuyện, đặc biệt là editing. Tập phim mà mình thấy yếu tố này được sử dụng triệt để nhất là The Platinum Rule, Season 3, tập 11. Bạn có thể xem lại để hiểu hơn điều mình nói. Có một cảnh mà mỗi khi xem lại mình đều thấy rởn ra gà vì mọi yếu tố trong đó đều hoàn hảo. Đó là cảnh phim cuối cùng của mùa 8 khi tất cả các nhân vật của chúng ta đang trên đường đến đám cưới của Robin và Barney. Mỗi nhân vật đều có một tâm trạng, máy quay cận cảnh khuôn mặt của từng nhân vật. Diễn xuất của đoạn này tuyệt vời đến mức bạn có thể hiểu ngay được họ đang cảm thấy thế nào. Bài hát The Simple Song của The Shane làm nổi bật lên nhịp độ của cảnh này. Editing nhịp nhàng, xem vào đó là những mảnh ghép và người mẹ, đôi bốt, chiếc guitar, chiếc ô màu vàng. Mình có thể cảm nhận được sự phấn khích của mình khi xem đến cuối đoạn này ấy. How I Met Your Mother còn có plot twist không thua một phim trinh thám hay kinh dị nào, đặc biệt là nhân vật Barney trong tập phim anh ta giới thiệu The Playbook hay màn cầu hôn đầy mưu mô với Robin. Hồi xưa mình xem kiểu hơi ngược đời một tí ấy, mình xem từ mùa 9 nên mình cũng biết trước kết cục rồi. Thế nhưng dù biết trước mình vẫn không khỏi sốc khi mà xem đến đoạn twist hóa ra Barney thực sự muốn cầu hôn Robin chứ không phải Beatrice. Và yếu tố làm mình gắn bó với How I Met Your Mother nhất chính là sự đồng cảm với những nhân vật chính. Bạn có bao giờ cảm thấy hụt hẫng khi xem xong một series nào không? Không giống với phim điện ảnh, phim truyền hình có thể xây dựng những mối quan hệ nhân vật khán giả tốt hơn vì tận dụng được yếu tố thời gian. Chính vì thế mà khi luyện xong một series dài tập mình thường thấy rất là trống vắng, về cảm giác như sự kết nối với những nhân vật ấy bị cắt đứt. Mình không giống bất kỳ một người nào trong How I Met Your Mother, nhưng mình có thể đồng cảm với những gì họ trải qua. Những nhân vật này không hoàn hảo, thực chất họ có nhiều tính xấu, vô tâm và ích kỷ. Ví dụ nếu như mình gặp một thằng như Barney ngoài đời, mình sẽ không thể nào mà thích nổi. Những nhân vật này được xây dựng quá thành công đến mức khó ai có thể ghét được. Chúng ta có cơ hội lớn lên với những nhân vật này, nhìn thấy họ trưởng thành ra sao, trở nên gắn bó với nhau ra sao và cuối cùng là rời xa nhau như thế nào. How I Met Your Mother kể về hành trình đi tìm The Mother, nhưng mình cảm thấy điều đó chưa bao giờ là mối bận tâm chính của phim. How I Met Your Mother là câu chuyện về tình bạn, gia đình, tuổi trẻ và trải nghiệm, tình yêu và sự đổ vỡ, về sự trưởng thành và chia ly, về việc trải nghiệm cuộc sống và nhận ra điều gì là quan trọng. Có những cảnh phim đã chạm đến mình và khiến mình nhớ
nhận ra vẻ đẹp của phim ảnh, ví dụ như cảnh cầu hôn của Bonnie và Robin khi Marshall hay tin bố mình bị mất. Và có hai cảnh phim mà mình thích nhất. Một cảnh ở trong tập phim The Time Travelers, khi Ted tranh cãi với Ted và Bonnie ở trong tương lai có nên đi xem Robots vs. Wrestler hay không. Đến cuối cùng, ta nhận ra rằng đó chỉ là một cuộc hội thoại tưởng tượng trong đầu của Ted khi anh ta ngồi một mình ở quán bar Laren, nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian và sự trưởng thành. Kids, it's been almost 20 years since that cold April night in 2013. Cảnh phim còn lại là khi Ted kể về lần đầu tiên Ted gặp The Mother trên sân ga. Sự kỳ vọng với cuộc gặp gỡ này là rất lớn. Tưởng tượng bạn ngồi chờ 9 năm hết lần này đến lần khác bị cái show này nhử. Thế nhưng mình nghĩ cảnh phim này đáp ứng mọi kỳ vọng của khán giả. Những lời thuật lại của Ted hoài niệm và yêu thương, kể lại việc ngày đó anh đã lấy hết dũng khí và để bắt chuyện với Tracy như thế nào. And the whole universe and anyone else I could possibly thank. Không giống với cuộc gặp gỡ với Robin, ta có thể thấy Ted và Tracy hợp nhau như thế nào ngay từ những phút đầu khi họ chơi chữ với nhau. Khi Ted và Tracy nói về những lần họ đã đi qua đời nhau mà không biết, mình cảm thấy như đó là cả series đều hội tụ về giây phút này. Những bí ẩn xoay quanh chiếc ô màu vàng đã được giải đáp, những manh mối gần ghép lại để đến cuối cùng chúng ta có một câu trả lời không thể thỏa mãn hơn cho câu hỏi ai là người mẹ. Mình là một con người hơi nghi ngờ về tình yêu, mình không tin vào thứ gì đó gọi là định mệnh. Nhưng How I Met Your Mother lại là một câu chuyện về The One và sự lãng mạn, về định mệnh. Đó là một thế giới mà trong đó tất cả mọi điều xảy ra đều có lý do của nó. Còn mình thì nghĩ cuộc sống vô nghĩa và vô thường hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể trân trọng series này, mà ngược lại là đằng khác. Đôi khi mình muốn xem những gì có thể khiến cho mình lại có hy vọng về tình yêu và cuộc sống. Mình vẫn thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng trên thế giới này người ta vẫn mơ mộng, vẫn tin vào The One và những điều vũ trụ sắp đặt. You see, I didn't know it yet, but my luck was about to change.